gửi tiền về cha mẹ. Vợ này, tháng sau em được nghỉ hè không phải đi dạy. Hay cả nhà mình về nhà ông bà nội chơi nhé. Giờ bóng cũng được 4 tuổi rồi. Mình đưa nó đi chơi xa được rồi. Thôi anh, nghỉ hè vợ chồng mình kiếm chỗ nào đi nghỉ mát chứ. Đi về quê làm gì? Ở quê nhiều cây cối cũng mát mẻ, dễ chịu mà. Chứ mấy năm trước mình cũng đi nghỉ mát, có về quê với bố mẹ được đâu. Với lại em bảo để bóng lớn đưa bóng về quê với ông bà còn gì. Nhưng mà về quê chơi 1-2 ngày còn được, chứ ở 1 tháng em không ở được đâu. Sao thế? Anh thử nghĩ xem, trời bên ngoài thì nắng 40 độ, mà em phải lao vào bếp lửa để nấu cơm thì làm sao mà em chịu được. Mẹ anh thì tiết kiệm, cứ bảo đun hết củi rồi mới mua bếp ga. Trong khi lần nào về, em cũng thấy củi ở trong bếp nó tăng lên, chứ có vơi đâu. Mình gửi tiền về biếu bao nhiêu lần rồi, mà cũng chẳng thấy mua bếp. Chừng nào còn cái bếp lửa ấy là em không về đâu. Thôi được rồi, để anh giải quyết. Em sẽ yên tâm về quê. Em sẽ không phải nấu cơm bằng bếp củi nữa đâu. Thế nhé, anh đi làm đi. Bà nó ơi, đang nghe điện thoại này. Thằng Tuấn gọi vậy hả ông? Ừ. Alo mẹ hả? Bố mẹ dạo này khỏe không ạ? Ừ, bố mẹ vẫn khỏe. Vâng, bố mẹ vẫn khỏe là con mừng rồi. Tháng sau vợ con được nghỉ hè, con tính cho vợ con với bóng về quê chơi. Thằng Tuấn bảo tháng sau nó cho cái bóng về quê đấy. Vậy hả? Ừ, cả con dâu về nữa. À mẹ ơi, con vừa mới gửi tiền qua bưu điện. Khoảng 1 tuần sau mẹ bảo bố mang chứng minh thư rồi ra nhận nhé. Bố mẹ già rồi có tiêu gì nhiều đến tiền đâu. Con để đấy mà nuôi cái bóng. Ở trên thành phố ăn học đắt đỏ mà. Lần này con gửi để bố mẹ xây lại cái bếp cho sạch sẽ, với để mẹ trang bị thêm ít đồ dùng nhà bếp nữa. Bố mẹ tìm xem trong làng có ai giỏi xây công trình thì xây lại giúp con nha. Giờ con phải vào làm việc tiếp đây ạ. Con chào bố mẹ. Ừ, vậy con đi đi. Dạ, căn bếp này cháu nghĩ nên đập hẳn đi, rồi xây nới rộng ra làm nhà bếp, gặp với nhà ăn luôn ông bà. Tôi chỉ muốn sửa sang lại, rồi mua thêm bếp ga về dùng cùng chú ơi. Chứ tôi vẫn muốn đun bếp lửa. Nhưng nếu cứ đun bếp củi thế này, không gian nhà sẽ vẫn bị bí bởi khói và đen cả một vùng. Phí mất công xây lại bà ơi. Mà thời buổi này, hầu hết người ta dùng bếp ga hết rồi. Bếp củi cùng lắm chỉ đun ngoài trời thôi bà. Nhưng căn bếp này đã gắn bó với tôi suốt bao năm qua. Giờ đập đi tôi thấy nó cứ làm sao ấy. Bình thường mùa đông căn nhà đã lạnh lẽo rồi. Giờ không có bếp lửa nữa, chẳng biết nó sẽ như thế nào đây. Hay là mình đừng đập đi xây lại nữa ông. Vậy ông bà cứ suy nghĩ đi, rồi bảo lại với cháu nhé. Cháu về đây ạ. Bà đúng là người không biết hưởng thụ mà. Nhưng thôi, tôi tôn trọng quyết định của bà. Ông bà nội, con chào bố mẹ. Đào lại đây bóng của ông. Ôi, bóng của bà về rồi đây ư. Trời, bóng dạo này lớn quá. Ông bế mà nặng trĩu tay rồi này. Hai đứa vào nghỉ ngơi rồi chuẩn bị ăn cơm. Mẹ nấu sắp xong rồi, toàn những món các con thích đấy. Đúng rồi, để con vào xem căn bếp mới của mình như thế nào. Căn bếp vẫn thế con à. Bố mẹ chỉ dọn dẹp lại cho sạch sẽ thôi. Mẹ con không nỡ đập nó đi xây lại. Ừ, tại mẹ vẫn... Ôi, nồi vịt ôm của tôi. Bố cho cháu vào nhà chơi đi ạ. Con với anh Tuấn ra vườn tham quan một lát. Thấy chưa, em bảo mà mẹ toàn thế thôi. Bao nhiêu lần gửi tiền về để mẹ mua sắm, vậy mà chả thấy mẹ mua gì cả. Ổi chín chưa ông? Con muốn ra hái ổi. Đây đây, ông ra hái cho cháu nha. Ổi chín nhiều ngọt lắm. Không biết mẹ anh giữ tiền để làm cái gì, hay lại giấm dúi tiền cho cái Linh. Lần này là em không chịu được nữa đâu nhé. Thôi bình tĩnh nào em, để anh hỏi bố mẹ. Anh tính thế nào thì tính đi. Em không chịu vào cái bếp lửa đấy để nấu cơm đâu. Sao không thể không vào nấu được em? Chả lẽ em để mẹ nấu một mình được à? Nhưng mà bếp củi em cay mắt, lại nóng em không chịu được. Tại sao bố mẹ lại không chịu mua bếp ga chứ? Hai đứa, bố bảo này. Bố ạ?
Cháu vào trong lấy một cây rổ, xong lát mình hái ổi nha. Vâng ạ. Bố mẹ không dám vui tiền cho cây linh đâu nha. Bố mẹ ở quê nuôi gà nuôi lợn cũng đủ tiêu rồi. Tiền các con gửi về, bố mẹ đều cất gọn ở trong tủ. Phòng khi nào các con cần tới, còn có đó mà trang trải. Bố biết các con ở trên kia đều quen nấu bếp ga, về quê ngại nấu bếp củi. Nhưng mà bố muốn các con hiểu cho mẹ điều này. Dạ. Đối với mẹ con, cái bếp lửa nó không đơn giản là cái bếp lửa đâu con à. Mà với bà ấy, nó coi như là một thứ gì đó thiêng liêng lắm, như linh hồn của một ngôi nhà vậy. Có lẽ vì từ trước đến giờ bà ấy quá gắn bó với nó. Nó như là nơi chất chứa bao nhiêu kỷ niệm từ thuở bần hàn, những ngày thơ ấu mà các con đã lớn lên, có củ khoai nướng mà hai anh em cũng nhường nhịn nhau, cho đến những ngày mưa to gió lớn. Đi học về, người ướt sũng lại tranh nhau chui vào bếp để sưởi ấm. Mặc dù cuộc sống hiện tại, nhà nhà đều bỏ bếp lửa để dùng bếp ga, thế nhưng bà ấy vẫn nhất định giữ lại, bởi vì bà ấy nghĩ đó là đặc trưng của quê hương, là niềm vui để bà ấy nấu những món ăn ngon mỗi lần các con về. Bà ấy luôn dành những thanh củi to, chắc để chờ ngày Tết tới, để gia đình lại được cùng nhau quây quần bên nồi bánh chưng. Mẹ của con cũng mua bếp ga và đầy đủ dụng cụ nhà bếp để sẵn rồi đấy. Bà ấy còn mua thêm nhiều dụng cụ làm bánh nữa để hôm nào hai mẹ con cùng làm. Con xin lỗi bố. Con đã suy nghĩ thật nông cạn và ích kỷ. Mẹ ơi, bà nướng cho con củ khoai này ngon ơi là ngon luôn. Đúng rồi, khoai nướng. Giờ mà được quả con mọng nước kia thì còn gì bằng các bạn nhỉ? Này, tớ có ý này. Bây giờ, chúng mình phải chui qua hàng rào vào hái cam, còn cháu đứng ngoài canh chừng nhé. Được, bọn tớ vào trước đây. Cậu đứng ngoài canh chừng cho bọn tớ nhé. Có gì, phải nhanh báo động ngay nhớ chưa? Không, tớ không tham gia đâu. Tớ chúa ghét mấy cái trò ăn trộm của người khác này. Các cậu cứ thế, tớ nghỉ chơi luôn đấy. Cậu chỉ đứng ngoài canh chừng thôi mà, có phải tham gia trộm trái đâu. Không là không. Chỉ được ra bộ ra đây thôi, không được tích sự gì cả. Dậy đi, về thôi cậu ơi. Cậu mệt hả? Có cần tớ đưa về không? Cậu cứ về trước đi. Tớ về luôn đây. Buồn ngủ thôi mà, chứ có mệt gì đâu. Gì mà suốt ngày ngủ gật? À, hôm nay thật là hên. Cháu ơi cháu, tớ đây, sang học bài hả? Ăn kẹo không? Tớ có nhiều lắm nè. Tiền ở đâu ra mà cậu mua nhiều vậy? Thì bà ngoại tớ cho. Bà ngoại cho? Thôi đi, ai chẳng biết nhà cậu khó khăn, bà cậu lấy đâu ra tiền? Thật ra là tớ nhặt được tiền ở lớp. 100.000 phải không? Ừ, thế thì cậu không đi học thêm nên không biết. Bé Như khóc quá trời, nó mất 100.000 tiền quỹ lớp. Sao cậu lượm được tiền mà không tìm người mất để trả lại? Thì tớ nhặt được tiền chứ có phải ăn cắp đâu. Cậu thật là không phải của mình mà cũng tiêu, lại còn có lý do nữa. Cậu thật đáng ghét, lúc nào cũng thích bắt bẻ tớ. Là cậu chứ, đã sai còn không hiểu chuyện. Cậu còn cứ như vậy sẽ thành thói quen không tốt đẹp gì đâu. Tớ không thích có người bạn như vậy. Đây! Đợi đã, hôm nay cậu ốm sao?
Tớ mang sách sang giảng bài cho cậu nè. Mà hôm nay cô giáo khen cậu đấy, còn bé Như cũng gửi lời cảm ơn. Ơ, thế là thế nào? Thì hôm trước tớ giúp cậu trả lại tiền quỹ lớp cho Như mà, tiền cậu nhặt được ấy. Nhưng tớ tiêu mất 30.000 rồi mà. Tớ bù tiền tiết kiệm của tớ vào rồi, đừng có lo. Tớ... Lần sau, những thứ không phải của mình thì không nên tự ý dùng như vậy là được rồi, phải không Linh? Tớ biết rồi, Châu ơi, nhất định tớ sẽ trả lại cho cậu 30.000. Ừ, mà cậu giảng lại bài hôm nay cho tớ với nhé. Ừ, cảm ơn cậu. Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.